hai chấm bẹt ra tay, rồng lửa và chấm bẹt. Sau bất ngờ ngoài mong đợi do lươn đầu nhọn gây ra, đã đến ngay phía nam hồ mây chiều để xem xét. Hóa ra con lươn đầu nhọn này không phải tay vừa. Trong thời gian ở đây một mặt nó không tiếc lời ca ngợi rồng lửa bằng những từ cực kỳ hoa mỹ. Nó sai bọn đệ tử đi rêu rao rằng rồng lửa là người đại nhân đại đức đã tha thứ cho nó. Vì thế nó nguyện sống chết với bà con hồ mây chiều. ngoài ra nó dùng những sản vật cất giữ bao năm nay trong nhà kho mà ngày trước dòng lửa đã bị giam trong đó đem những sản vật ấy phân phát cho bà con thêm nữa nó lại rất tích cực xây dựng hồ cùng bà con gần như nó đã chiếm được cảm tình của bà con phía nam hồ uất đến tận cổ dòng lửa định vạch mặt lươn đầu nhọn nhưng chắm bẹt can đừng làm thế cậu chủ nó đang được bà con tin tưởng cậu vạch mặt nó ra chắc gì bà con đã tin chúng ta có khi nó lại là kẻ được lợi ta phải tương kế tựu kế dòng lửa hỏi kế của chám bẹt lão già cười roe cả mồm tôi biết rằng hiện nay chúng đã chuẩn bị lực lượng ở hồ mãng xà dòng lửa không tin lắm vừa đúng lúc chuối tai voi từ đâu tới căng thẳng báo tin bọn chúng đã tiến quân về nơi đại hội rồi dòng lửa hỏi có lươn đầu nhọn không Chuối tai voi bảo, có ạ, tham báo của tôi đã nhìn thấy hết, không ngoài sự tính toán của bác chấm bẹt. Chấm bẹt cười, ngài sẽ bất ngờ về tài nghệ của tôi nữa đấy, cậu chủ trẻ tuổi ạ. Một con cá rô đen kịt vào báo, có ngài ba ba lưỡi dài và ngài tôm kiếm bạc xin gặp. Chấm bẹt cười, người của chúng ta đấy. Dòng lửa há hốc mồm vì kinh ngạc, chấm bẹt lại cười hơ hớ. Dòng lửa đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác tôm kiếm bạc và ba ba lưỡi dài bước vào. Vừa nhìn thấy rồng lửa, chúng đã sụp xuống. Kính ngài, xưa kia chúng tôi đắc tội là đã đuổi theo ngài để ăn cướp ngọc. Đáng chết, xin ngài lượng thứ. Chấm bẹt cười ha hả. Thôi, chủ ta tuy trẻ tuổi nhưng là người nhân từ, không trách các vị đâu. Rồng lửa hỏi. Thế là thế nào hả bác chấm bẹt? Lão già cười nghiêng ngả. Nhưng mà cậu phục tài tôi chưa? Phục tôi mới kể cho bà nghe. Rồng lửa cười dạ chấm bẹt bảo mấy hôm trước tôi và chuối tai voi sang chỗ của hai vị ấy tôi bảo là ngày trước hai vị đã sang đầm đen xì xì để cướp ngọc của chủ tôi một ngày nào đó ông ấy sẽ không tha bởi cái gì cũng phải sòng phẳng trong thủy giới của chúng ta là như vậy hơn nữa đuổi theo một con rồng lúc nó thất thế đấy không phải là phong cách chính đáng của thủy giới nay chủ tôi đã hóa rồng liệu các ngài chịu được mấy nà nhưng mà chủ tôi là người rộng lượng nếu các ngài biết hối cải chủ tôi sẽ tha thứ bà bà lưỡi dài tiến lên một bước thở dài phải chúng tôi đã đắc tội ngài hiểu cho viên ngọc của ngài rồng pháo hoa là niềm mơ ước của tất cả các loài cho nên việc chúng tôi mở mắt muốn chiếm lấy trong lúc ngài yếu thế âu cũng là điều dễ hiểu từ ngày ngài hóa rồng chúng tôi luôn sống trong nơm nớp âu lo nhưng cho đến khi cụ chấm bẹt sang nói chuyện thì chúng tôi đã hiểu ngài an tâm nếu ngài tha thứ chúng tôi nguyện làm đệ tử của ngài mãn kiếp không bao giờ hay lòng ngài biết đấy lời hứa của thủy quái là không bao giờ được phép sai nghe con ba ba gọi mình là cụ chấm bẹt sướng quá cười hơ hớ trông mặt lão lại càng méo đi dòng lửa buồn cười quá đành quay mặt đi nói với ba ba lưỡi dài tôi hiểu cảm ơn hai vị trong những ngày này có thêm bạn thật quý vô cùng. Chấm bẹt tự nhiên thở dài. Nhưng có chuyện này làm tôi buồn quá. Dòng lửa lại càng ngơ ngác. Sao vậy bác? Chấm bẹt bảo. Khi tôi sang thuyết phục lươn bạc, này đã là thủ lĩnh của bọn cua thay cho cua mặt khỉ chết vì bệnh. Nó đã từ chối tôi thẳng thừng. Nó bảo, tôi với cậu chủ bác không có quan hệ gì, cớ gì tôi phải hàng phục cậu ấy. Nếu cậu ấy hàng phục tôi thì còn có lý. Dòng lửa bảo, cô ấy nói đúng, Ngày ở đầm đen xì xì, cháu đã hiểu đây là một người có tài. Hay là cháu? Chấm bẹt la lên. Này, cậu bỏ cái suy nghĩ quái gở ấy đi. Một con rồng không bao giờ được hạ mình trước một con lươn. Rồng lửa cười. Nhưng nếu con lươn đó tài hơn mình và cũng có thể hóa rồng, chấm bẹt lắc đầu không được. Bởi vì nếu nó có hóa rồng cũng chỉ là đời thứ nhất trong khi nhà cậu đã hơn 10 đời làm rồng. Thôi bỏ đi. Nhưng tôi cho rằng cậu đã sai lầm khi nghĩ nó là bạn. Rồng lừa bảo. Nhỡ cô ấy có điều gì khó xử. Chấm bẹt lắc đầu. Tôi không tin. Thôi, chúng ta hãy chuẩn bị cho đại hội. Chẳng còn mấy thời gian nữa đâu. Chúng ta còn phải hội quân với ngài rồng phá hoa. May quá, bốn con thùng luồng của ngài đã về kịp. 21. Đại hội Vũ Môn Từ buổi tối hôm trước, các loài thủy sinh đã tề tựu đông đủ quanh một cái thác lớn có tên là thác vũ môn vượt ngược dòng qua thác nước chảy xiết này là một bài thi bắt buộc để các loài tôm cá có thể hóa dòng được thác nước này nhìn từ ngoài vào rất đẹp và nên thơ thác cao chót vót sâu thăm thẳm khi những con cá bơi ngược dòng sẽ tạo thành những xoáy nước rất hùng vĩ đó là những cảnh tượng huy hoàng mà không ai muốn bỏ phí chính vì thế muốn có chỗ đẹp để xem các loài phải đi từ rất sớm mặc dù chỗ đứng dưới thác nước cũng rất là rộng rãi. Các loài tôm cá thức trắng một đêm, láo nha láo nháo. Dịp may một năm mới có một lần, thức một đêm cũng chẳng sao. Chúng díu ra díu rít tâm sự. Có con cá vì nước lên bơi sang hồ khác. Này tới đây gặp bạn cũ lại tha hồ hàn huyên. Cũng có con cả đời chỉ ra khỏi hồ một lần, say sưa ngắm cảnh. Sáng hôm sau, ngồi trên ghế giám khảo là rồng ba đầu, rồng móng vàng và rồng dâu đồng. Chiếc ghế mọi khi rồng phá hoa ngồi, nay bỏ không. Nhìn cái ghế trống, rồng lửa suýt phát khóc, nhưng chàng tìm lại được. Khi rồng ba đầu xuất hiện, tiếng hoan hô nổi lên rào rào. Muôn loài đều kính phục một vị lãnh đạo biết cả quá khứ, hiện tại, và mới đây đã từng biết cả tương lai. Theo sau ông là hai vị rồng móng vàng và rồng dâu đồng. Tuy đã già, nhưng với hình thức bên ngoài của mình, rồng móng vàng, vẫn khiến các cô các bà cá chép họ hàng gần của loài rồng sao xuyến bồi hồi. Phải nói rằng nhìn ở bề ngoài rồng móng vàng cực kỳ ấn tượng. Sừng của ngài nhọn hoắt như sừng tê giác, dầu vàng hoe, móng rát vàng, toàn thân là những lớp vẩy vàng óng, lấp lánh trong làn nước mỗi khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Tiếp sau đó, những ứng cử viên hóa rồng lần lượt bước theo sau, họ đứng im chờ đợi. Trên lễ đài kết bằng các loại rong rêu, rồng ba đầu cất tiếng như sấm rền, thay mặt thủy giới, ta tuyên bố đại hội vũ môn bắt đầu. Tiếng hò reo vang khắp nơi, sự phấn khích hiện lên trên nét mặt tất cả các loài tôm cá đang đứng ở dưới. Một bầy cá chấm tung tăng nhảy múa chào mừng, điệu múa của chúng rất quyến rũ, bằng những động tác xoay lưng, ưỡn bụng. Đây chính là điệu múa cá chấm vui vẻ, do lão chấm bẹt soạn. Từ lâu đã là điệu múa chính thức của các kỳ thi vũ môn. Điệu múa kết thúc, bọn cá chấm đi vào, một con cá mè. Được chúng gọi là mè mồm loa, vì mồm giống cái loa và tiếng nói rất vang, tiến ra, giọng giạc đọc. Kính thưa, các ngài rồng ba đầu, rồng móng vàng và rồng dâu đồng. Cũng như mọi năm, đại hội vũ môn năm nay sẽ được khai mạc. Nhưng trước khi chuẩn bị, chúng ta hãy dành một phút để tưởng nhớ ngài rồng phá hoa, người đã có công rất lớn trong việc bảo vệ và xây dựng thủy giới đang rất sôi nổi. Nhưng khi mè mùm loa nhắc đến tên rồng pháo hoa, toàn bộ thủy giới như lặng đi. Chúng nhớ lại hình ảnh một vị rồng thiêng cả đời chỉ biết làm điều tốt cho môn loài, cho đến chết, vẫn chỉ nghĩ đến mạng sống của từng con vật trong hồ mây chiều. Mè mồm loa rõng rạc đọc. Năm nay, những ứng cử viên hóa rồng là rùa mai đá ở hồ Ba Đầu, chối tai voi và lươn đầu nhọn ở hồ mây chiều, rắn màu gà ở hồ Mãng Xà, luôn răng cọp, luôn mắt sách, ở đầm đen xì xì. Ba ba lưỡi dài và tôm kiếm bạc, Lươn bạc ở đầm cua đồng. Trước khi các ứng cử viên này bắt đầu bài thi, xin hỏi các ngài rồng đã có đồng ý những cử, ứng cử viên này không? Rồng ba đầu lắc đầu. Cho ta hỏi, lươn bạc do ai bảo trợ? Rồng dâu đồng bảo là tôi thưa ngài. Rồng ba đầu gật đầu, đồng ý. Mè mồm loa rõng rạc hô vang, nhưng trước hết chúng ta hãy chứng kiến tài nghệ của Ngài rồng lửa, để xem Ngài có xứng đáng là con của rồng phá hoa vĩ đại, để xem Ngài có đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế do cha chàng để lại hay không. Rồng lửa tiến ra lễ đài, cúi chào đám cua cá, tiếng hò reo cất lên, nhất là ở dãy chỗ ngồi của cư dân hồ mây chiều. Theo sự điều khiển của lão chăm bẹt, chúng hò reo nhảy nhót liên hồi. Lão chăm bẹt đứng lên lưng mấy con cua đá, tay lão hơ hơ, mồm doe doe, trông rất ngộ nghĩ. Dòng lửa định thần, cúi thấp xuống lấy đà, rồi bay vút lên trên đỉnh ngọn thác. Toàn bộ đám cua cá đứng dưới ồ lên thán phục. Rồi chàng ngửa bụng, đuôi đập vào đỉnh thác, làm nước bắn lên tung tóe. Chàng lật sấp lại, xoay tròn giữa khoảng không. Rồi đột nhiên, từ miệng chàng, những đám lửa phun ra tạo thành đám cầu vồng muôn màu. Có tiếng ai hô to, rồng phun lửa pháo. Đám đông phấn khích, la hét ẩm ĩ Rồng ba đầu hỏi hai vị rồng kia, các ngài thấy thế nào? Rồng dâu đồng và rồng bóng vàng chưa kịp trả lời, thì đã nghe đám đông hô vang, rồng lửa tài quá. Hãy để ngài ngồi vào ghế của cha ngài. Rồng dâu đồng, trước sức ép của thủy giới, đành phải đồng ý. Mặc dù trong lòng, hắn hiểu rằng mọi việc không đơn giản như mình nghĩ. Hắn không ngỡ rằng tài nghệ của rồng lửa lại cao đến vậy. Rồng lửa ngồi vào ghế của cha, trong lòng tràn đầy niềm vui chàng như lại thấy cha ngồi trên chiếc ghế này lãnh đạo thủy giới nói một câu hàng triệu người nghe rồng dâu đồng bảo tôi có một đề nghị hai ngài rồng đại bàng và rồng răng thép xuống thủy giới đã lâu cũng có một vài công lao nay tôi xin cho hai ngài ấy một ghế ngồi trong lãnh đạo thủy giới im lặng từ rất lâu nhưng đột nhiên rồng móng vàng cất tiếng này cậu nên suy nghĩ trước khi định làm một việc gì nhé Rồng ba đầu là dòng dõi rồng thiêng, lại có tài đức. Ngồi ở ngôi cao là xứng đáng. Tôi tu luyện bao năm nay, giúp bao nhiêu hồ ao mới có một chỗ ngồi. Còn cậu là một con mãng xà tài năng siêu phàm vì diệt được rồng ma nên mới có chỗ. Cậu rồng lừa thì khỏi nói. Chỉ riêng việc cậu ấy là con của ngài rồng pháo hoa cũng đã đủ để cho cậu ấy một ghế. Thế hai thằng tạm gọi là rồng kia thì có tài cán gì? Rồng răng thép và rồng đại bàng nóng mặt, định đứng lên, nhưng gặp ánh mắt của rồng dâu đồng hiểu ý lại ngồi xuống rồng dâu đồng cười giả là anh móng vàng này sao anh nóng nảy thế hai vị này trước khi xuống đây đã là rồng rồi cơ mà rồng móng vàng quả quyết nếu đánh được ta thì muốn ngồi ghế nào cũng được ta không cấm rồng dâu đồng cười anh bình tĩnh lại đi ngay cả em cũng chẳng đánh nổi anh cơ mà làm sao hai vị ấy dám rồng móng vàng cười Thế thì chúng ngồi làm gì trên ghế cao? Nếu muốn được ngồi, hãy xuống thi cùng bọn cua cá kia đi. Ai công nhận chúng là rồng? Rồng dâu đồng đon đà. Nhưng mà anh ơi, hai vị ấy là rồng trên cạn. Rồng móng vàng chỉ thẳng vào mặt rồng dâu đồng quá to. Này, chấm dứt cái trò ấy đi. Ta ngồi đây, không phải để thấy những thằng cha vơ chú váo nào đó đến đây dở trò. Bảo chúng lên bờ mà làm rồng. Đây là thủy giới, phải tuân theo quy định của thủy giới đám đông vốn không ưa hai con rồng cạn vỗ tay ẩm mỹ rồng dâu đồng uất đến tận cổ nhưng vốn ngại rồng móng vàng hơn nữa việc lớn chưa thành nên hắn đành ngồi im còn hai con rồng kia thì khỏi phải nói chúng uất hận rồng móng vàng đến như thế nào mè mồm loa đọc to mời ngài rùa mai đá thể hiện bài thi rùa mai đá gật đầu lão rùa già nhưng rất nhanh nhẹn này bơi thoăn thoắt trong dòng thác xối xả Thỉnh thoảng, lão lại dướn cổ về phía trước, ra vẻ coi thường những cơn xối nước. Lươn cả nhắc kéo rồng dâu đồng ra một góc thì thào. Tình hình này, thưa ngài, chúng ta nên hành sự ngay. Tương quan thì theo tôi là ngang nhau. Nhưng lợi thế của chúng ta là, hắn chỉ tay vào đám đông cua cá đang đứng hò reo. Rồng dâu đồng gật gù tốt rồi, nhưng theo ta, không dùng cái cách uy hiếp đấy được đâu. Loài thú hay loài chim có thể dùng cách đó, chứ nếu chúng ta dùng sẽ bị thủy giới tẩy chay. Đất nào phong tục đó, bạn lơn quân sư ạ. À? Lơn cả nhắc gật gù. Có thể, nhưng tôi thấy thủy giới lạ quá. Nhiều khi, phải dã man mới hòng thành công. rồng dâu đồng bảo, phải tôn trọng những cái vơ vẩn ấy thôi, cả nhắc ạ. À? Khi hai tên này đi ra, rắn màu gà đã hoàn thành xong bài thi. Hắn trở vào, nhấc viên ngọc rồng ra cho rồng dâu đồng xem. Chúng cười lên ha hả cùng nhau. Rồng dâu đồng bảo, Hãy chờ đấy. Sau khi thí sinh cuối cùng thi xong, ta sẽ bắt đầu. Mẹ mù loa hô. Mời thí sinh tiếp theo, lươn bạc ở đầm cua đồng. Nhanh như chớp, lươn bạc xõa tóc, phi như một tia chớp trong làn nước ngược. Nàng nghiêng mình một chút để tránh lực cản của nước. Có tiếng con vật nào đó kêu to. Đường đi của loài giao long. Hóa ra, thủy giới rất tinh ý. Dù đã ba đời làm lươn, nhưng những bước chuyển của lươn bạc vẫn mang đậm dấu ấn của loài giao long nàng chúi người lao thẳng về phía trước đám tôm cua ếch hò reo ầm ĩ chưa bao giờ chúng chứng kiến một bài biểu diễn tuyệt diệu như thế ở cái thang vũ môn này cả rồng ba đầu gật cù điều đó có nghĩa là lươn bạc đã được thừa nhận chính thức bước vào dưới rồng mẻ mồm loa hô vang xin chúc mừng ngài lươn bạc ồ không từ giờ phút này chúng ta phải gọi nàng là rồng bạc mới đúng thí sinh tiếp theo lươn răng cọp chấm bẹt gì tai rồng lửa. Cậu hãy để phòng trước. Tôi thấy lúc nãy rồng dâu đồng đi vào cùng lươn cả nhắc. Chắc chúng chuẩn bị ra tay. Rồng lửa gật đầu quay sang nhìn chuối tai voi. Nay đã được mang tên rồng tai voi. Anh đã thuyết phục được chú rồng móng vàng chưa? Rồng tai voi lắc đầu chán nản. Không. Ông ấy nói là chờ thí sinh cuối cùng thi xong là sẽ ra đi. Vì có người báo là đã nhìn thấy bà chép ngạnh ở một cái hồ rất xa. Rồng lửa chán nản chàng đã hy vọng vào sự giúp đỡ của ngài, một trong hai người bạn thân nhất của cha chàng. Rồng móng vàng tuy già nhưng rất si tình. Ngày xưa, khi chưa hóa rồng, ông là một con cá chép đẹp mã, sống rất chan hòa. Chính vì thế, bà chép ngạnh. Con gái một ông cá chép là chủ nhân hồ vàng đã đem lòng say mê ông. Nhưng do một sự hiểu lầm, bà đã rời bỏ ông. Đau khổ quá, ông dồn hết tâm sức vào việc hóa rồng. Khi vượt qua kỳ thi vũ môn, ông quay lại hồ vàng thì bà đã ra đi. Ông chép già bố của bà đã nhường lại toàn bộ quyền cai quản hồ vàng cho ông. Từ đó, ông phải chinh chiến, rồi xây dựng hồ trong bao nhiêu mùa trăng, chẳng còn thời gian nghĩ đến bà nữa. Đến nay, khi hồ vàng đã đi vào ổn định, nỗi nhớ bà chép ngạnh lại xâm chiếm tâm hồn ông. Và ông đã quyết định như thế, mặc cho trò cưng của mình là cậu chuối, à không, bây giờ phải gọi là cậu rồng tai voi ngăn cản. Ông chỉ hứa là sẽ quay về khi nào tìm thấy bà. Thí sinh cuối cùng là tôm kiếm bạc đã thi xong. Không như mọi năm, kỳ thi này không thí sinh nào rớt cả. Trình độ của chúng ngày càng được nâng cao. Nói là làm. Sau khi mè mùng loa thông báo kết quả, Rồng lửa không thấy tăm hơi ngài rồng móng vàng đâu nữa. Ông đã ra đi với lời thề dã từ kiếp sống này để chu du mọi nơi. Đây cũng là mong ước của nhiều loài thủy quái trong đó có rồng lửa. Nhưng tiếc rằng không phải ai cũng có khả năng như ông và trong số những kẻ có khả năng ấy không phải ai cũng hy sinh được cho tình yêu như ông bởi dù sao cuộc sống vương giả ở những ao hồ trù phú vẫn hấp dẫn chúng lắm